Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Điện Máy Minh Khoa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn về một số món đồ. Đây là con kích độ nhé, tổng chiều cao là 43 cm nhé. Đấy, ti là 5 cm, đường kính của trụ là 10 cm nhé. Con đội này rất là khỏe các bạn nhé, của hàng Nhật đấy nhé các bạn nhé, mất mác một tẹo thôi đấy, ra ba đấy các bạn nhé. Con này đội được hàng 5-7 tấn, ok các bạn nhé. Đấy, khô rét, không bị gì dầu gì các bạn nhé. Đấy, mình đang xả e để cho nó tụt xuống các bạn nhé. Đấy, con này là hàng con đội dùng cho xe tải khỏe mái. Ui dồi, rất là khỏe nha các bạn nhé. Con này là chịu tải 5-7 tấn là ok. Đấy, đang ra để ấy. Đấy, ngồi lên. Đấy, ngồi lên để cho nó xuống đấy. Đấy, không bị da dầu, không bị gì đâu các bạn nhé. Răng phớt ok, ngon lành các bạn nhé. Đấy, vặn vào để lên đấy. Con này các bạn mua thì mình để cho các bạn là 950.000 nhé các bạn nhé, 950.000. Con này nặng 13 cân nhé. Đấy, lên đấy. Đấy, lên ok nhé. Đấy. Đấy. Đây là con kích độ Nhật nhé, chịu tải 5-7 tấn nhé, 950.000 nhé. Các bạn mua thì hãy liên hệ với Điện Máy Minh Khoa, số điện thoại là 0363 893 488 nhé. Tiếp theo mình giới thiệu các bạn, đây là một bộ dây trượt của Nhật nhé. Đấy, bộ này thì bản dây là 3 vuông 3 nhé. Đây là bi 35. Nếu mà theo chuyên ngành gọi là dây trượt bản 35 đấy. Đấy, tổng chiều dài là 1m945 nhé. 1945 nhé. Đấy, 1m94 đấy. Đấy, vuông 3 nhé. Đấy, dây này vuông 3. Đấy, đây là bản dây 35 nhé. Đây là dây 35, vuông 3. Đấy, bi này là bi cánh buồm nhé. Đấy, bi cánh buồm. Rộng 10 nhé, dài 12-11, hơn 10 chút nhé. Đấy, loại bi này nó bi tận 8 lỗ nhé, 2 lỗ để bắt ốc nó cần cho nó chặt các bạn nhé, rất chắc chắn, khỏe khoắn nhé. Các bạn mà cần cái bộ chịu tải lớn làm máy cắt, máy phay, máy mài thì hãy mua nhé, hãy liên hệ với Điện Máy Minh Khoa nhé.